Đêm qua 17 tháng 3, người dân quanh khu vực đường Việt Bắc, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một chiếc vali lạ còn rất mới và bị khóa chặt nên thông báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, công an đã phong tỏa hiện trường để xác minh vụ việc. Theo người dân trong khu vực, khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, phát hiện một chiếc vali màu xanh, tay cầm màu trắng, có khóa số bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Do vali còn rất mới và bị khóa, nghi vấn đây có thể là tang vật của một vụ án nên người dân đã trình báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an, quân đội đã có mặt tiến hành phong tỏa khu vực để kiểm tra. Đến 23 giờ cùng ngày, sau khi mở được chiếc vali, công an phát hiện bên trong không có gì nguy hiểm, chỉ chứa rác và bún khô, nên đã tiến hành giải tán đám đông và gỡ phong tỏa hiện trường.